Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy di sản UNESCO trong phát triển du lịch. Áp dụng chế độ tiền lương thống nhất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia sản xuất gốm sứ xây dựng lớn nhất thế giới. Thách thức nguồn vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng. Mở đầu chương trình là thông tin về văn hóa và du lịch. Thưa quý vị, Việt Nam hiện có 9 di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vinh danh. Đây là nguồn lực lớn để xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, tăng tính cạnh tranh với các nước trong khu vực, qua đó thu hút du khách trong và ngoài nước. Đánh giá về nguồn lực to lớn này trong phát triển du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa, trong đó có các di sản được UNESCO công nhận, gắn với phát triển du lịch bền vững là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, theo tinh thần Nghị quyết số 82 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ. Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên và duy nhất của khu vực Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2014 nhờ các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, cảnh quan và nền văn hóa được kết tinh, bồi tụ, trải dài suốt hàng chục thế kỷ. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn di sản theo quy định, tỉnh Ninh Bình đã có chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới quần thể danh thắng Tràng An, bao gồm hỗ trợ tu bổ, sửa chữa nhà ở mang kiểu dáng kiến trúc truyền thống có tuổi đời từ 50 năm trở lên trong vùng lõi di sản, hỗ trợ xây dựng mới nhà ở trong vùng lõi di sản nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và bảo tồn các giá trị văn hóa. Trong tháng 11 năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023. Trong tháng 11 năm 2023, các thị trường ở châu Âu gửi khách đến Việt Nam có mức tăng trưởng tốt. Sự tăng trưởng này có đóng góp từ các thị trường mà du khách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực với thời gian tạm trú 45 ngày. Những thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu lần lượt là Anh, Pháp và Đức. Tạp chí du lịch Mỹ Travel and Leisure gợi ý du khách nên ghé thăm Quế khi đến châu Á năm 2024. Quế được nhận xét là điểm đến lý tưởng để thư giãn, với thời gian ghé thăm lý tưởng nhất là từ tháng 1 đến tháng 4. Các chuyên gia du lịch gợi ý du khách ghé thăm kinh thành Quế, khám phá lăng mộ của các vị vua và những ngôi chùa cổ kính, đi thuyền trên sông Hương, nghe ca Quế và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thơ mộng dọc hai bên bờ cũng là một trải nghiệm thú vị khi đến Quế. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan đấu trường Hổ Quyền, nơi diễn ra các trận chiến giữa voi và hổ dưới Triều Nguyễn, cũng là một trong những di tích độc đáo bạn không nên bỏ qua tại cố đô. Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh kết nối giao thông, thương mại, văn hóa, đặc biệt là du lịch của cả vùng để thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương, từ đó giúp ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững. Theo đó, các tỉnh thành phố sẽ tăng cường công tác quảng bá thương hiệu du lịch vùng đến các thị trường trong nước để hút dòng khách từ các tỉnh thành khác đến trải nghiệm các chương trình du lịch liên kết của vùng, phối hợp tổ chức các hoạt động về xúc tiến mời gọi đầu tư với 5 tỉnh Đông Nam Bộ, 8 tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc mở rộng. Theo Nghị quyết số 104 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Bên cạnh đó, không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Thưa quý vị, theo dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Việt Đức
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được phát triển thành các trường đại học quốc tế xuất sắc. Các trường này sẽ tiên phong thí điểm mô hình hoạt động mới quốc tế hóa trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ tiềm năng, thu hút tỷ lệ lớn giảng viên, sinh viên, học viên quốc tế tới làm việc, học tập và nghiên cứu tại Việt Nam. Cả ba hiện đều có tính quốc tế cao, đào tạo các ngành thế mạnh của Đức, Pháp và Nhật Bản, chủ yếu trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Quy mô tuyển sinh mỗi trường khoảng từ 400 đến 850 sinh viên một năm. Cũng theo Bộ Giáo dục Đào tạo, số lượng các trường cao đẳng sư phạm trong những năm gần đây giảm, một phần là do thực hiện Nghị quyết 19 về tinh giản đầu mối và biên chế và thực hiện Luật Giáo dục 2019, yêu cầu trình độ của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được nâng lên đại học. Do đó, các trường cao đẳng chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực, một số trường cao đẳng sư phạm trở thành phân hiệu của các trường đại học sư phạm hoặc trường đại học đa ngành hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng địa phương. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến năm 2030, toàn quốc có khoảng 50 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo giáo viên các trình độ, giảm khoảng một nửa so với hiện tại. Như vậy, sẽ không còn đào tạo giáo viên ở các trường cao đẳng. Khoảng 20 trường cao đẳng sư phạm hiện nay sẽ thay tên. Thông tin về tình hình cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện hầu hết các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã hết. Riêng vaccine uống ván dự kiến sẽ hết vào tháng 12 và vaccine viêm não Nhật Bản dự kiến sẽ hết vào tháng 1 năm 2024. Đến nay thì thành phố có khoảng 2.871 trẻ dưới 1 tuổi chưa được tiêm đủ 3 mũi vaccine 5 trong 1, có 3.362 trẻ chưa được tiêm mũi sởi thứ nhất, còn 8.882 trẻ dưới 2 tuổi chưa tiêm mũi sởi thứ hai, 18.084 trẻ chưa được tiêm mũi nhắc bạch hầu uốn ván ho gà vào thời điểm 18 tháng. Việc gián đoạn vaccine sẽ gây nguy cơ mắc bệnh cho các trẻ. Nếu cả cộng đồng không được tiêm đầy đủ, thì tỷ lệ bao phủ vaccine sẽ xuống thấp, dẫn đến nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh. Thông tin kinh tế, theo Bộ Xây dựng, với năng lực sản xuất và trình độ công nghệ như hiện nay, thì Việt Nam là một trong 10 quốc gia sản xuất gốm sứ xây dựng lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia có sản lượng gạch ốp lát đứng thứ tư thế giới. Gốm sứ là một trong các loại vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng trong mỗi công trình xây dựng, đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trung bình hàng năm, công nghiệp sản xuất gốm sứ đã đóng góp hơn 3 tỷ đô la Mỹ một năm cho GDP của Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả Logistics thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN. Tốc độ tăng trưởng thị trường Logistics Việt Nam bình quân hàng năm là từ 14 đến 16%, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ngành dịch vụ Logistics Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và hạn chế về năng lực của nhà cung ứng dịch vụ Logistics. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1507 và quyết định số 1508 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Mục tiêu của dự án nhằm tăng năng lực truyền tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Đây là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện. Ban điều hành dự án hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành cho biết là sau hơn 4 tháng thi công, đường công vụ phục vụ sân bay Long Thành đã chính thức thông tuyến. Đường công vụ phục vụ là một hạng mục thuộc dự án hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Đường có chiều dài hơn 4 km, rộng 6 m từ quốc lộ 51 đến công trường sân bay. Tuyến đường có thể chịu được tải trọng lớn, đảm bảo vận chuyển vật tư thiết bị để thi công sân bay Long Thành. Sau này, khi sân bay Long Thành và tuyến giao thông kết nối hoàn thành, đường công vụ sẽ được trồng cỏ tạo cảnh quan. Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 11 thì cả nước có gần 14.270 doanh nghiệp thành lập mới. Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng đã sắp xỉ 201.530 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số này cũng gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022. Thưa quý vị, cơ hội tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp là rất lớn. Giá trị mang lại không chỉ cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh trên thương trường, mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nguồn lực nào để doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, đó là một quá trình đòi hỏi nhiều nguồn vốn. Đơn vị này thường xuyên thực hiện kiểm toán năng lượng. Vì thế, nhà máy đã và đang triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Các nội dung được triển khai ở hạng mục giảm tiêu hao điện trên mỗi tấn giấy thành phẩm là 30 kWh, thay thế điều khiển chiếu sáng ngoài trời dùng bộ định thời gian sang cảm biến ánh sáng, thay thế bóng đèn chiếu sáng bằng bóng LED, xây dựng thí điểm hệ thống giám sát điện năng online. Công ty luôn coi trọng cái việc tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm cái chi phí sản xuất. Sau khi nhận được cái kết quả kiểm toán tiết kiệm năng lượng của phía đơn vị Hàn Quốc thì công ty sẽ nghiêm túc xem xét những cái giải pháp để phù hợp để thực hiện tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng là hoạt động mang lại hiệu quả lâu dài cho các đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cũng mới dừng lại ở những hạng mục tốn ít chi phí đầu tư. Nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư các giải pháp công nghệ, mong muốn thay thế thiết bị hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, nhưng nguồn lực lại rất hạn chế. Thì đối với các nhà tài trợ cũng như là các đối tác phát triển thì họ sẵn sàng cung cấp các nguồn vốn giá rẻ cũng như là các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để cho chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu đã cam kết. Tuy nhiên thì chính phủ cần có những cái cơ chế tiếp nhận cái nguồn vốn này một cách hiệu quả hơn nữa, một cách nhanh hơn nữa và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này để đầu tư vào các cái công nghệ hiệu quả. Hơn 98% cộng đồng doanh nghiệp là vừa và nhỏ đã nhận thức về chuỗi giá trị, phát triển kinh tế xanh, nhưng có thể thiếu tiềm lực về tài chính. Các doanh nghiệp này rất cần những giải pháp từ những chính sách định chế tài chính, ngân hàng để có thể đưa ra những gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai theo đuổi chiến lược. Thì chúng tôi cũng đề xuất các cái cơ chế về ưu đãi, khuyến khích đối với lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, như là các cái cơ chế ưu đãi về thuế, cơ chế ưu đãi khuyến khích về tài chính để thực hiện các dự án đầu tư về tiết kiệm năng lượng. Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về không, net zero vào năm 2050. Các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này cũng đã được cụ thể trong từng cấp ngành, trong đó có vai trò quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện thể chế luật pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phù hợp với tiến trình chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn của Việt Nam.